Nhiều người đã hú vía vì một vụ tai nạn xảy ra gần khu vực ngã tư Cá Sấu Hoa Cà thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào trưa 16 tháng 3 năm 2018. Theo thông tin ban đầu, khi đó là khoảng 11 giờ 30 phút, tài xế Nguyễn Khánh Toàn, 27 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ, lái xe biển số 51C77725 chở cát lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Thạnh. Khi đến ngã tư Cá Sấu Hoa Cà, xe ben bất ngờ lật nhào và vào hai ô tô khác đang dừng đèn đỏ. Tai nạn khiến tài xế bị xây sát nhẹ. Xe tải hư hỏng nặng nằm chắn ngang đường, hai ô tô bị bóp méo phần đuôi. Một khối lượng lớn cát, mảnh kính vỡ vương vãi trên đường làm giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã đến điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.